Cái ông nào? Ông bên muốn chứ đâu? Cái clip ông và vợ anh ghế phải không? Clip clip ông và vợ anh ghế vậy đó. Ừ, bữa nay tôi mới tìm một đạo sĩ như vậy. Bây giờ sư tổ hỏi con nè, ông và vợ của anh ghế mày chết mày để tang không? Không. Sao không? Suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ. Sao vậy? Ủa vậy nè, vụ vậy nè, này anh ghế phải không? Này anh ghế nha. Mà anh ghế chết rồi đúng không? Chết rồi mà ông và vợ của anh ghế ông và vợ của ông anh ghế rồi chết phải không? Ừ. Hỏi là đi có để tang không? Ừ. Không. Sao không? Giải thích. Tại vì là suy nghĩ kỹ rồi thì sao? Tại vì là ông và vợ của anh ghế phải không? Ừ. À, ông và vợ ông chết rồi mà anh ghế là đi là để tang không? Chính xác chưa? Chính xác. Chào giải thích lại rồi sao? Ông và vợ của anh ghế chết. Đây nè. Ừ. Là ông và vợ là có anh ghế là ông mất rồi. Ừ. Còn thằng anh ghế phải không? Đúng rồi. Là sổ hỏi là đi là mày có để tang không? Là có để tang không ạ? Ừ. Không. Kì vậy? Chắc cứu không? Chắc cứu. Biết ông và vợ của anh ghế là ai không? Là ai? Suy nghĩ coi. Ông và vợ của anh ghế ông mất rồi, còn anh ghế là cứ nhỏ con gái của ổng. Con gái ổng là ai? Con gái của ổng thì chồng có anh ghế. Con gái của ổng là vợ anh ghế mày á. À, con gái lộ con gái là vợ của anh ghế. À, anh ghế mày, vợ của anh ghế mày là gì của mày? Là anh. Vợ của anh ghế mày là gì của mày? Là chị hai. Ừ. Rồi ông và vợ của anh ghế chết rồi để tang không? Suy nghĩ là có sao kỳ vậy? Hơi căng à. Suy nghĩ coi cái ông đó là gì của con. Bây giờ nè. Ừ. Là ông và vợ. Ừ. Là ông mất rồi. Ừ. Là ông có nhỏ có đứa con gái là cưới thằng này. Ừ. Này là thằng anh gửi. Ừ, anh gửi của con á. Anh gửi của con. Ừ. Rồi con kêu bằng anh gửi. Ừ. Rồi hỏi con có đi có để tang không? Không để tang không hả? Ừ. Không. Sao không để tang? Cái ông đó là gì của con? Có bà con gì không? Nè. Ừ. Bây giờ nè là ông và vợ phải không? Là ông và vợ, ông có nhỏ con gái là cứ anh của con phải không? Là anh con anh dễ đi. Anh dễ chứ không phải anh ruột. Ừ, anh dễ đâu phải anh ruột đâu. Ừ. Nhưng mà anh dễ á là cưới gì của mày? Là cưới chị của mày. Ủa? Ừ. Kỳ vậy? Chị anh dễ là cưới chị mày chứ gì kỳ. Là có nghĩa là anh dễ là cưới chị của con. Cưới chị mày mới kêu anh dễ. Đúng rồi, kêu anh dễ. Ừ. Nhưng mà ông và vợ thì ổng mất rồi. Ừ, ông và vợ của thằng anh dễ đó mất rồi. Còn hỏi là thằng anh dễ có đi để tang không? Mày có để tang không á? Con hả? Ừ. Suy nghĩ. Kỳ trời. Thiệt luôn hả? Mày còn tệ hơn cái clip thằng Đạo nữa. Mày còn dữ hơn Đạo nữa đó. Thiệt luôn á. Ôi trời, kệ ta. Sao lú bú làm vậy? Vợ của anh dễ là ai? Nè. Vợ của anh dễ là ai? Nè. Ông thì vợ. Ừ. Ông có nhỏ con gái. Ừ. Là chị của con. Ừ, vậy ông đó là gì của mày? Rồi xong mà cái anh đó là cưới. Ừ. Cưới chị con. Ừ. Rồi mới gọi là mới ở nhà rồi mới gọi là anh dễ. Ừ. Rồi xong ông già con nhỏ đó là gì của mày? Rồi xong mà ông già có ông già mất rồi hỏi hồi con có đi tang không ạ? À? Ừ, có đi tang không? Mày coi clip Đạo rồi mà mày cũng không biết chết mẹ rồi. Có mà. Sao có? Thì ông già ông mất rồi. Ừ. Thì rồi bắt đầu là chị hai đồng chị đúng không? Ừ. Là vợ của anh dễ. Ừ. Là có nó trả lời đàng hoàng. Ngồi vậy cho nó vui quá vậy. Ông già của con nhỏ đó có bà con với mày không? Có. Là gì của mày? Ông già vợ của anh ghế là vợ của anh ghế là gì của mày?
Rồi anh rể mày cưới chị mày, vợ của thằng anh rể là gì của mày? Thì anh rể. Cái vợ của thằng anh rể đó là gì của mày? Chị. Rồi rồi ông già của con nhỏ đó chết rồi là ông là gì của mày? Thì ông già của chị mày là gì của mày? Tía. Rồi có thể than không? Có. Vậy sao nãy giờ giải thích hoài không được? Rốt cuộc mày cũng hơn đạo được chút. Trời ơi, trời tao lại mày luôn trời ơi.